Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Chủ tịch nước. Tuần qua, nhiều sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra, đặc biệt là công tác nhân sự cấp cao tại Trung ương và địa phương. Chiều ngày 21 tháng 10, Quốc hội khóa 15 đã bầu Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vào vị trí Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Việc phân công và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo này được xem là bước tiến quan trọng, củng cố bộ máy quản lý nhà nước, tạo nền tảng ổn định cho các nhiệm vụ trọng yếu trong thời gian tới. Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12-13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Cường nhập ngũ từ năm 1975, có nhiều năm công tác ở quân khu 2. Ông từng làm chính ủy quân đoàn 2, chính ủy quân khu 3. Năm 2011, ông giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và 5 năm sau làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tháng 1 năm 2019, ông Lương Cường được thăng quân hàm lên đại tướng, là người thứ 15 mang quân hàm cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 16 tháng 5, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư thay bà Trương Thị Mai xin nghỉ công tác. Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Hiến pháp quy định, Chủ tịch nước có một số nhiệm vụ quyền hạn như công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh, đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Chủ tịch nước cũng có thẩm quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, quyết định đặc xá, công bố quyết định đại xá. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiểu sử đồng chí Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Đại tướng Lương Cường, ngày sinh 15 tháng 8 năm 1957, quê quán xã Diễu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dân tộc Kinh. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Lương Cường. 2002, đồng chí Lương Cường giữ chức chính ủy quân đoàn 2. 2008, đồng chí Lương Cường đảm nhận chức vụ chính ủy quân khu 3. 2009, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm trung tướng. 2011, đồng chí Lương Cường giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. 2014, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm thượng tướng. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 4 năm 2016, đồng chí Lương Cường được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 1 năm 2019, đồng chí Lương Cường được phong quân hàm đại tướng. Tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Ngày 16 tháng 5, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bộ Chính trị báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
Ngày 25 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức lễ trao quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư thay ông Lương Cường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chủ trì lễ trao quyết định. Theo báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định 1616 QĐNS-TW ngày 25 tháng 10 của Bộ Chính trị, phân công ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công ông Trần Cẩm Tú đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng đang tích cực chuẩn bị đại hội các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao đã được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt, với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Trần Cẩm Tú nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của ông Thường trực Ban Bí thư đã được quy định trong quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, cùng Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công việc hàng ngày của Đảng, chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc, chỉ đạo phối hợp hoạt động của bộ máy Đảng ở Trung ương, bảo đảm sự hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính trị. Trước mắt, ông tập trung chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Các ông lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các cơ quan liên quan tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ ông Trần Cẩm Tú thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đây là sự ghi nhận, động viên và cũng là yêu cầu đặt ra đối với cá nhân để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề vào thời điểm cả nước đang tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tích cực triển khai công tác, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, đại hội đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, ông Trần Cẩm Tú khẳng định sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các ông đi trước để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân. Với khối lượng công việc lớn, ông Trần Cẩm Tú mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được thăng quân hàm đại tướng. Theo báo Người Lao Động, chiều 20 tháng 10 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tướng đối với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Thăng quân hàm đại tướng đối với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thăng quân hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng ba đồng chí vinh dự được thăng cấp bậc hàm, quân hàm, đại tướng, thượng tướng. Khẳng định đây là sự tin tưởng quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời cũng là sự ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, quân hàm, đại tướng, thượng tướng hôm nay là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng trao giữ các cương vị trọng trách quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng quân đội, công an,
đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.